bảng xếp hạng TikTok Việt Nam 2021, top 5 TikToker Việt Nam là ai? Top 5 TikToker Việt Nam là ai? Hãy cùng đấu điểm qua 5 cái tên xuất sắc nhất, có lượt follow cao nhất và có những nội dung nổi bật nhất trên TikTok trong năm vừa rồi bạn nhé. Đứng thứ nhất đó là Linh Barbie, tài khoản TikTok là Linh Barbie, số lượt theo dõi là 17,5 triệu người. Linh Barbie là cái tên nổi bật ấn tượng nhất trong bảng xếp hạng TikTok Việt Nam 2021. Cô bạn này có tên thật là Nguyễn Thị Diễm Linh, sinh năm 1996, chỉ mới gia nhập cộng đồng TikTok khoảng 2 năm. Thế nhưng hiện nay, Linh Barbie đã là kênh thu hút được 17,5 triệu lượt theo dõi. Linh Barbie luôn có sự đầu tư kỹ lưỡng về các nội dung đăng trên TikTok, luôn bắt kịp các xu hướng và mỗi sản phẩm tạo ra đều mang nét cá tính dấu ấn rất riêng. Đứng ở vị trí số 2 đó là Trà Đặng, tài khoản TikTok là Trà Đặng 904, số lượt theo dõi 16,2 triệu. Top 5 TikToker Việt Nam gọi tên Trà Đặng ở vị trí thứ 2 với hơn 16 triệu lượt theo dõi. Mỗi clip mà cô nàng đưa lên đều tạo ra được bão like từ cư dân mạng. Cô bạn này cũng luôn biết cách biến hóa, tạo nên các nội dung đa dạng và hấp dẫn thu hút được nhiều sự quan tâm. Đứng ở vị trí thứ 3, Uri Nguyễn Văn Tài, tài khoản TikTok là Tài 2701, số lượt theo dõi là 13,4 triệu. Uri có tên thật là Nguyễn Văn Tài, sinh năm 2002. Trước khi nổi tiếng với vai trò là TikToker, anh bạn người Hải Phòng này cũng đã trải qua khá nhiều công việc khác nhau như nhân viên quán nước, làm thời vụ. Bằng sự nỗ lực và yêu thích đam mê của anh bạn Uri đã tạo nên một kênh TikTok với trên 13 triệu lượt theo dõi và nhận được rất nhiều sự yêu mến của cộng đồng mạng. Diễm My hay còn gọi là Cindy, đứng ở vị trí thứ 4, tài khoản TikTok là Cindy Mikuti, số lượt theo dõi là 12,6 triệu lượt. Cindy sinh năm 2001 tại Tây Ninh, cô nàng là một trong những gương mặt nổi bật trên TikTok. Hiện tại, kênh của Cindy đã thu hút được trên 12 triệu lượt theo dõi, sở hữu vẻ đẹp xinh xắn ngọt ngào nên sự nổi tiếng trên TikTok đã mang đến cho cô nàng nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn như làm người mẫu, quảng cáo, làm mẫu ảnh. Vị trí thứ 5 mang tên Ngô Ngọc Hòa, tài khoản TikTok là Hoa 2309, số lượt theo dõi là 11 triệu lượt người. Đứng ở vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng TikToker Việt Nam có sự góp mặt của cô bạn Ngô Ngọc Hòa, cô nàng sinh năm 2002, sở hữu vẻ ngoài vô cùng xinh xắn và dễ thương. Đa phần các clip của Hòa đều là clip bắt trend tạo nên sự hứng thú cho người xem.